Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh phổ biến là có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, vùng núi cao là từ 17 đến 23 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Cụ thể, thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm từ 55 đến 98%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực huyện Sìn Hồ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm cũng dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Trên đây là phần dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.